Xin chào cả nhà đến với clip thứ ba của tuần này ngày 13 tháng 5. Clip này em lên một số món đồ nghề. Mã đầu tiên Y126, cây dũa dao. Đây anh chị, chất liệu dũa dao của nó đây ha. Mình tay cầm chắc chắn dày dặn. Size này nó dài là 28 cm, 220.000. 220.000 cái loại dũa này. Y127 70.000. Cây dũa này dài là 20 cm, 70. Y128 200. Dũa mịn mới. Dài nó là 19 cm. Y129 Y129 150. Dũa lá 150. Dài 14. Y130 108. Loại dũa này cũng mịn anh chị. Mịn mới. 108. Dài 15 cm. Y131 60.000. Dũa này nó bị hơi hở keo đây anh chị. Người ta dán keo, mình dán keo lại thôi. 60.000 cái chỗ này nó bị hư, chỗ này bị xét rồi, còn bên này 60. Y132. Dũa này thì mới hơn. 60.000. Tay cầm nhựa. Y133 250. Này có chữ Sapa anh chị. 250 cây này. Lưỡi dài 15. Y134 200. Dũa mới đẹp. Dài 15 cm. Y135 100.000. Bên 400 là bên 800. 100.000 cây này. Cây này dài nó là 7 cm. Y136 400 ạ. Cây dao trưng bày dao phong thủy, viền xung quanh là bằng đồng anh chị, cái này bằng đồng hết nha, này bằng kim loại. 400 cây này, dài nó là 11 cm ạ. Này không mài bén ạ. Dao phong thủy, dao trưng bày. Y137 dao này bằng đồng nguyên khối, không hết 500. Đồng nguyên khối, lưỡi dài nó là 14 cm. Tay cầm đậm. Tay cầm nó cũng rất là đẹp anh chị. Ba trăm cây này ạ. Y138 200. Cây dao chiếc cành thương hiệu Dập Chìm, hai lớp thép carbon, vân búa 200 cây này. Lưỡi nó dài 13 cm. Y134 dao chiếc cành 70.000. Loại này dài 18 cm, không có nắp. Y141 50.000. Loại này dao chiếc, dao cái đóng nó dùng để đóng được luôn chị. 50 ạ. Tổng dài là 11,12 cm. Những cái này em đều mài bén trước khi gửi cho anh chị nha. Y142 120. Thương hiệu Dập Chìm ở đây ạ. Dài 9 cm. Y143 50.000. Y144 70.000. Đợi dao chiếc thép carbon hết anh chị, có rỉ hết. 70. Y145 cái kiểu này cũng kiểu để đóng luôn anh chị, không có logo. Tổng dài nó 10 cm. Y146 130. Thương hiệu Dập Chìm ở đây ạ. Tổng dài 19 cm. Y147 400, thép giấy xanh, chữ Dập Chìm có con rồng anh chị.
mài lên thép giấy xanh nhé, nó không có in chữ thép giấy xanh nhé. Nó có con rồng ở đây ạ, 400 cây này, dài nó là 18 cm, y 148 120, dao có vỏ chữ dập chìm, thép carbon y 149 120, cái vỏ nó cũng có hơi hở nha anh chị, chữ dập chìm 120, y 150 120, cái này tay cầm của nó bằng nhựa, chữ dập chìm, một lớp thép carbon, dài nó là 8,5 cm, y 151 100.000. Loại dao này của Densan, thương hiệu dập nổi. Dao này khóa dao thế này anh chị. Dao gấp, dao rút Densan. Tên thép đây anh chị, một lớp thép không rỉ. Y 152 100.000. Thương hiệu dập chìm. Y 153 50.000. Dao gọt có nắp. Này của Captain ạ. Thương hiệu này là thương hiệu của bên chuyên đi phượt. Y 154 50.000. Beaulay dao khá là mới luôn anh chị, rất là mới. Y 155 50.000. Made in Japan. Thương hiệu dập chìm. Y 156 30.000. Dao gọt một lớp thép không rỉ. Này có nắp lên chị. 30. Y 157 50.000. Những cái dao này em cũng mài bén trước khi gửi anh chị ạ. Có chữ Japan ở đây ạ. Y 158 100. Chữ bắn laser ở dưới đây viền vàng anh chị. Này, dùng để kẹp. Có kẹp cố định, dài nó là 17 cm. Y 159 Y 158 là 200. Y 159 90.000. Này kẹp kiểu này ha. Chữ dập chìm. Tổng dài của nó là 22 cm. Y 160 80.000. Chữ dập chìm ở đây ạ, Kyo. Cái này nó khóa nè. 80. Tổng dài là 25 cm. Y 161 90.000. Thương hiệu dập chìm. Tổng dài là 26 cm. Y 162 50.000. Kèm gấp 50. Tổng dài 20 cm. Y 163 150. Chữ bắn laser. Kèm gấp. Tổng dài là 23 cm. Y 164 50.000. Cái viết chữ dập nổi. Ở bên đây có chữ Japan. Phía trong này có chữ anh chị. Viết này hết mực, hình như là dùng để bơm hay sao em không biết. 50.000 cây này. Y 1464 Y 165 50.000. Cây dao này để tạo tỉa hoa quả 50.000. Chữ này Technical Knife của hãng MAC.
50. Y166 cái bán móng tay 40.000. Dũa bên đây 40. Tám ok anh chị. Y167 40.000. Này của đất một hình người. Bấm bén ạ. Này không có dũa móng, đất một hình người. Y168. Dao gấp cán gỗ này của cai 40.000 ạ. Dao gấp bỏ túi. Y169. Dao gấp bỏ túi 30.000. Y170. Dao gấp bỏ túi 30.000. Y171. 50.000. Dao chiếc cành thủ công, dao chiếc cành truyền thống của Nhật. Gấp lại anh chị ha. Thép carbon. Loại này lưỡi nó dài 6 cm. Y172. Dao gấp ạ. Chiếc cành thương hiệu dập chìm. Lưỡi dài cũng 7 cm. Y173 60.000. Dao này có dao với đồ khui anh chị ha, 60.000 cây này. Y174. Dao cho móc khóa. Cái thanh này bằng kim loại ha. Lưỡi cái thân nó nha, thân nó là dài 7 cm. 80.000 ạ. Y175 30.000. Cái móc khóa anh chị. Cái này không biết để làm gì, để hình như để giày, để điện thoại xem hay sao. Này em cũng không biết công dụng của nó nữa. Này 30.000. Y176 cây kiếm nhỏ 150 ạ. Lưỡi nó dài 7 cm. Y177 20.000. Cây kéo có chữ bắn laser. Kéo này giống kéo các đầu thuốc. Kéo này cũng không biết để làm gì anh chị, 20.000 ạ. Kéo sưu tầm. Y178 móc khóa, móc vặn được anh chị nha, vặn được 50.000 móc này sáng mới đẹp. Y179 150. Bộ này bộ tun đầy đủ, có dao nè anh chị, dao một cái bấm vỡ này, cái này cái viết nha, viết này hết mực rồi anh chị, cái này anh chị thay viết thay mực nha, này để treo lên này, có một con dao đồ khui tu vít. Bấm vỡ. Này để làm gì ta? Bộ này 150. Y180 80.000. Cây dao cạo. Nó có cái chỗ đỡ này để không dính da nha anh chị. Y181 250. Những cái này em sẽ mài bén trước khi gửi cho anh chị. Chữ dập chìm 250 cây này. Dao cạo thủ công lưỡi nó mỏng sẵn rồi anh chị.
Này em mài bén sẵn anh chị về dùng cùng thì anh chị có thể miết lại xài được. Y 182 trăm rưỡi. Cái này nguyên cái lưỡi thôi anh chị nhé. Có chữ dập chìm ở đây. Y 183 100 cái thước. 100 nghìn ạ. Thước gốc. Phía sau đây là chữ dập chìm. Này cũng chữ dập chìm hết ạ. Y 184 30.000. Cái này để tre móc khóa nè anh chị. Lóc và mở ra để đựng tàn thuốc. 30.000 ạ. Y 185. Này như vặn bình ga sao? Vặn bình ga để đốt lửa sao anh chị? Này em không chắc công dụng của nó nha. 60.000 ạ. Không bao xài cái này. Khu này bằng đồng hả anh chị? Y 185. Y 186 50.000. Cái này hít kẹp. Kẹp ở cái này chắc micro hoặc là micro. Này kẹp 50.000 cái này. Y 187 cây combo 50.000. Y 188 cây combo cũng 50.000. Một tám bảy, một tám tám. Y 189 cây combo này cũng 50. Kẹp cái bút chì hả anh chị, đầu nhọn gia tan. Y 180 100.000 ạ. Cái đồ khui bằng đồng, ớt của nó bằng bằng sừng này, bằng đồng này. Thái Lan làm theo kiểu con sư tử của Singapore. Y 191. Y 191 120 kéo cắt tóc thép SF dài 18 xăng. Cắt ok anh chị ha. Này hàng bao cắt cho anh chị. Này cái mũi nó hơi cắt không được, em mài thêm. Y 192 100.000 ạ. Thương hiệu dập chìm. Này cũng thép SS. Dài 18 cm. Kéo cắt bén anh chị. Y 193 200 cái này tay trái. Thép không rỉ tay trái. Này tay trái à, đổi qua tay trái nha anh chị. Trái cầm sao trời. Tay trái phải cầm bên tay trái mới cắt được anh chị. Chữ dập chìm. Y 194 100.000 ạ. Thương hiệu dập chìm. Kéo cắt bén. Y 195 đất hai hình người 500. Cây này dài 15 cm. Cắt bén nha anh chị. Zebulin đất hai hình người 500. Y 196 150. Dài nó là 20 cm. Kéo cắt ok ạ. Y 197 70.000. Cái kìm mũi dài
còn khá mới á. Dài nó là 18 cm. Y 198. 100.000 ạ. Cây kìm. Này dính tem khác vô. Ngày thương hiệu đây ha, Made in Japan dập nổi. Y 199 60.000. Cây dao cắt gạch. Cái lưỡi nó còn hơi nhỏ nha anh chị. 60 ạ, Made in Japan. Y 200 20.000. Cái lưỡi cưa nhỏ. Dài nó là 14 cm. Y 201. Lưỡi cưa của Makita. Lưỡi này dài 21 cm. 80.000. Y 202. Lưỡi này 40.000. Dài là 17 cm. Y 203 của Makita luôn anh chị, 40.000. Dài nó là 19 cm. Y 204 120 tre móc khóa có lưỡi dao chữ dập chìm có muỗng nĩa, cái thân của nó là dài 9 cm. Y 205 chữ dập chìm muỗng nĩa lưỡi dao ạ, thân nó dài là 11 cm. Y 207 100.000. Có cái kéo này của Victorinox ạ, mà nó hơi cũ xíu anh chị. Có dắt vào ha. Hai lưỡi dao. Thân nó dài 7 cm. Y 206 100.000 ạ. Chữ dập chìm. Có lưỡi dao cưa, kéo, các dụng cụ đồ khui, tre móc khóa. Dài là 8 cm. Y 208. Y 208 thân nó dài là 7 cm. Này chữ dập chìm của Đức. Lưỡi dao kéo. Có mấy cái đồ khui đây anh chị ha. Bộ này 100. Y 209. Cái vỏ nó bị hỏng rồi anh chị. Lưỡi dao hai lớp thép carbon. Không có logo dập chìm ạ. Cái phần đây nó hơi xịt xịt nhẹ anh chị. Nó chắc chắn nhưng mà nó hơi xịt xịt nhẹ. Cái cán của nó là bằng bằng nhựa nha. 208. Lưỡi dài là 14 ạ. Rộng là 2,8 cm. Cái này 308. Y 210. 80.000 chữ dập chìm. Cây kéo làm vườn. Lưỡi cong. Cắt tỉa cây cảnh hoa quả nha anh chị. Làm vườn có lò xo hỗ trợ. 80. Y 211. 100.000 có chữ Japan ạ. À. Thương hiệu dập nổi, thép nó thép carbon. Kéo bén, kéo này cũng làm vườn, tỉa cây, mũi nhọn dài, dài 19 cm. Y 212, 250, logo dập chìm, logo dập chìm anh chị. Dài nó là 20 cm, lưỡi còn dày dặn. Cắt ngon ạ, à, cắt bén đó anh chị. 250 cây này ạ. À. Y 213 120. Cây này dài 18 cm.
Cây này thép không rỉ, cắt bén luôn nha anh chị, bén ngon, không logo ạ. Y214 300, cây này thép carbon, chốt đồng không có logo, lưỡi còn dày dặn chắc chắn, cắt rất là bén luôn anh chị. 300 cây này ạ. Tổng dài nó là 20 cm. Y215 200, cây này không logo, thép không rỉ, mới hả anh chị. Dài nó là 17 cm ạ. Cắt bén ngon, rất là bén luôn ạ. 200 cây này, lưỡi cũng còn đầy. Y216 100.000, logo dập chìm, keo bướm, dài nó là 18 cm, kéo mở tay nhẹ nhàng, cắt bén. Y217 Y217, kéo dài, kéo tỉa dài, chữ dập chìm. Tổng dài nó là 20 cm. Mũi dài, mũi nhọn, tỉa cây. Cái này cái mũi nó nhọn quá nên nó hơi yếu hình đó xíu. Cái này cái mũi chủ yếu để tỉa lá nha anh chị. Cây nhỏ hơn xíu mới cắt được. Còn hôm mình cắt ở dưới cũng bén anh chị. 200. Y218 50.000, thép carbon không có logo, dài nó là 19 cm. Này khá là thủ công, nhìn cái cạnh đó ha, cắt cũng ok anh chị. 50. Y219, đây cầm đẹp, logo dập chìm, 180, dài nó là 15 cm, thép carbon, cắt khỏe nha anh chị. Y220 Y220, thương hiệu Mắt In Japan phía sau đây anh chị. Đây, Mắt In Japan, chữ bắn laser, thép không rỉ, cắt bén luôn. Ở dưới đây cắt bén nè, trên mũi đây chủ yếu để tỉa cây thôi anh chị. Trên mũi cắt cũng được. 60.000 ạ. Cây này dài 18 cm. Y221 120, kìm cạp, kìm cái kìm chết ha. Kìm này dài nó là 13 cm, vặn nó hơi nặng tay xíu anh chị nhé. Đường lưỡi của nó đây anh chị đẹp ạ. 120.000. Y222 150 ạ. Cái cưa nhỏ mini, Mắt In Japan còn như mới anh chị. Lưỡi dài nó là 12 cm, tay cầm của nó là bọc cao su. Y223 kéo của cai, 80.000, dài 20 cm, cắt ok ạ. Y224 180 của Dai Awook ạ, kéo hồ lô, cắt gà, cắt đồ rất là thoải mái ha, đúc liền khối kim loại, dày dặn chắc chắn. Y225 200 thương hiệu dập chìm ạ, Wheel Boy, phần cưa thế này ha, chỗ này để vặn ốc. Lưỡi nó là dài 9 cm, 10 cm anh chị. Một mặt dành cho tay phải, tay cầm nhựa. Y226 200 của Captain Staff ạ, cây dao Captain Staff, dao gấp gọn. Lưỡi dài nó là 11 cm, 12 cm.
Y227 20.000 trà gót. Cái này trà gót ở bên này hơi bị rách rồi anh chị. Bên này Sài Gòn nha. 20.000 chữ dập chìm. Y228 cái này mài bằng đá nha anh chị. Trà gót bằng đá 60.000 ạ. Y229 bộ lưỡi móc câu 80.000. Có rất nhìn nhiều lưỡi câu, 1 2 sai số 9 hết, 2 3 4 5 sai số 9 hết nha anh chị. 80.000 lưỡi câu. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.